chào bà nha. Bữa nay hai anh em mình mày hai con gà này, chút nữa có cụ lì nó hứa lên chơi cỡ 3 giờ cụ lì lên tới. Cô nói hai vợ chồng lên chơi là ngủ qua đêm mai mới về. Giờ anh em mình đây làm hai con gà trước làm sẵn. Hiện thời rồi mình làm món sao chắc con nấu cháo con nướng quá. Thì chuột này nè các bạn, lúc chuột mập hôm mình còn chừa lại nè, giờ mình xả đông. Anh Lầy anh thích lên đây là ăn món chuột nấu có mẹ của mấy anh em mình. Nên giờ mình xả đông một ký chuột này chút nữa mình nấu. Còn gà thì một con là mình ốp mình nướng, còn một con thì mình nấu cháo, mình bóp gỏi chuối cay. Gà nướng thì mình ốp muối ớt mình nướng, chứ mình không ốp gì đâu. Để cho anh Lì anh thưởng thức món quê. Giờ mình bắt nồi cháo sâu lên rồi nè bạn. Giờ mình ra một con nào làm gà xong chưa mình đem bỏ vô. Đây làm gà xong rồi bạn ơi. Cái con gà bự này mình để mình nướng. Mình cắt mấy cái chó cánh cái đầu ra. Để cái chó cánh mình nướng chút cũng khét hết ăn không được. Con này mình nướng còn nhiêu đó giò đầu với lời cánh đó mình gọi vô mình nấu cháo. Nướng đem vô đi. Giờ mình khứa ra cho nó thấm nữa bạn. Ốp thấm nướng nó màu chín nữa. Rồi nấu cháo chứ mình bỏ vô luôn. Mình có đâm sẵn trái muối ớt rồi nè các bạn. Giờ để cho anh mèo nó ướp gà. Thấy chưa, nhiều muối vậy chứ. Mặn thì nấu thêm mơ cơm nếp nữa. Gà chín rồi, mình nêm nếm xong rồi nè các bạn. Giờ mình bỏ chiếc thùng mình đem xuống dưới chòi. Rồi mình mới niêm hành với tiêu đồ vô. Giờ mình xả đông mấy chuột ra các bạn. Còn cái chuột xả mình xả đông ra chút nữa mình luộc mẹ nó. Chuột này hôm đầu vụ tới nay nè. Đông đông đá nó. Trứng nó trời trứng nha. Đây thì mình bắt nước mình bỏ xả vô rồi các bạn. Thử món này nên lâu ăn là chắc nhức nách. Có bào kia 2 kg mà mình sợ ăn không hết nên mình nấu bọc có 1 kg, chừng nào thiếu rồi mình nấu nữa, xả ra nấu nữa. Giờ bỏ mẻ vô mình rây hết rồi. Bình thường mấy anh em mình làm không có được con mẻ, nhưng mà nay có khách lượt con mẻ. Hạ ga bớt rồi, nóng chết đâu. Thắt luôn á, tại sao đây? Muối bột nêm đường các bạn ơi. Món này quá quen thuộc rồi. Nhiều đó không thêm không bớt. Bỏ chọt vô xoay lên rồi nè các bạn ơi. Mình chưa niêm ra niêm vô mà thơm quá trời. Thơm mùi xả. Mà với lá quế các bạn. Đồ
nêm canh chua để mình nấu mẻ nấu chua. Chín rồi bác ơi, giờ mình tắt bếp rồi. Giờ mình qua mình làm cái nước mắm mẻ. Còn gà mình để đi xuống dưới mình mới nướng. Rồi mình làm cái nước mắm mẻ xong rồi nè bạn. Thì nước mắm mẻ mình làm gồm có muối ớt. Muối ớt mình đâm nhuyễn ra rồi cái mình bỏ mẻ vô với đường bột ngọt vô mình quậy đều ra. Không cần kỹ thuật gì hết, ai cũng làm được. Hay gia đình anh Cu Lì tới rồi các bạn ơi. Mình không biết ảnh tên gì luôn, ảnh à kêu ảnh tên Cu Lì, mình kêu ảnh Cu Lì luôn. Dạ, em chào anh nha. Chào anh. Hello. Tối. Dạ, dạ. Dạ, vô vô anh. Không ai hết à? Chưa có ai hết à? Tèo có lên không? À, điện anh đó mà giờ chưa thấy anh lên. Nhớ bồ tèo lên nè, bồ tèo ơi. Lâu còn bồ tèo quá. Dạ, để em điện anh cái nữa. Anh áo sọc là anh Cu Lì, còn đây anh gì vậy anh? Em tên là Áo. Dạ. Chào chị. Từ mấy con này chắc quá trớn mấy con này. Bữa nay quá trời buồn hỏng á. Cái này con tên Nam. Con anh bự dữ á. Nam. Ừ. Tên Lận Nam. Dạ. Sao đi học về mới sớm à. Dạ dạ. Đó là xe xe không? Anh Lì mua lên 2 thùng bia. Với cái cây. Nghe à. Bỏ lạnh. Cái này chút con bò. Cái gì dẫn bò anh? Bò, dẫn bò với phèo. Bò với phèo với. Được rồi, quá trời luôn. Phèo với vậy cái này chút chút phèo chút mình luộc đi. Phèo á, phèo mình dạ. Phèo chút mình luộc. Đây là đuôi. Đuôi. Nguyên cái cây đuôi. Cái đuôi bò. Có ừ. Móc lên. Dạ để đó đi anh, để đó chút nữa em đem về lòng. Giờ rửa lòng này, lòng dẫn rửa lòng mình xào luộc này rồi. Mình gác cái gà lên mình nướng này các bạn ơi. Bữa nay mình làm mình chuẩn bị mấy anh lên thành tấu. Chào cả nhà nha. Anh đây anh chạy công chuyện. Nên con anh đi học về trễ nên anh lên hơi tối. Lần con của anh Lì đã thấy tối quá. Chút nữa không sai không về bữa. Bữa nay anh Lì ngủ lại luôn. Có ba với mẹ em xuống chơi nè bạn. Đây, bé gái này con của anh Lì. Hồi nãy ngủ, giờ mới thức nè. Giờ anh làm lại ạ. Anh Lì anh trộn bắp chuối bạn ơi. Ở chuối cây chứ, bố gọi chuối cây. Giờ ông ta kia có tay nghề gì chứ bộ. Rồi xong rồi chị, qua chị. Qua qua ăn luôn mẹ, cho chị ăn luôn. Rồi xé. Gà nướng này xé hả cắt? Cắt được xé. Chín hết rồi. Gà ốp muối ớt nướng nhìn quá ngon luôn các bạn ơi. Con có ăn cháo hả? Ăn thịt không? Ăn thịt không? Ăn đùi gà ha. Để cho nó cái đùi đi con. Này lúc
Đây mình có đem xén xuống chén nước mắm càng cuốn nữa bạn. Cái này là chuột nấu mẻ nè. Mình còn đem con khô nữa mà khô có dầu đếm nhầm ra mình gác lên nướng. Có anh Thành xuống chân nữa các bạn ơi. Ừ, mấy anh em tôi điện hả? Dạ. Mấy anh em ở dưới chỗ nào lên? Dạ ở Đức Lập Bồ Sen. Bồ Sen. Dạ, anh chú nè, anh tôi mới ở dưới Bồ Sen chạy lên nhà có con bầu quéo nghe chú. Đấy, sát nghe luôn. Sát bên luôn. Mở là tôi nhà. Bên cạnh nhà có hai cái nhà. Vậy dạ, hả? Ờ sát bên luôn. Tao về 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 hướng này hay là về xuống dưới? À nào quéo đi lại. Đi lại. Mở là trưa dưới nhà. Ơi. Anh chị nghe cho biết dạ. Nhà. Tới nhà ông bầu quéo là có anh Năm chị Năm mình xuống chơi viên bi nữa cả ấy chiều nghe cô nó nói anh em cũng nguyên quá tâm nhảy đã rồi giờ cái lưng sống cạo gò rồi đó nguyên nhảy nhảy vậy có không chứ từ bữa mà đi quán banh tới giờ giờ tôi có chửi nó từ bữa quán banh tới giờ không có làm ăn được cái gì ở nhà đi chửi tôi giờ nó đau rồi bữa nay nó bảy về rồi toàn nó nói câu gì nè đêm nào ở trong cái lưới chân chim của nó cũng có vài con ở trên đó để nghe không đi nó gỡ nó giục không nó giờ nó thả không sao vậy chỗ luôn à mua 6 con 300 ngàn bạc có xài không tư đang bán vậy cái gì vậy con cái nào vậy không có xài không có trơn không có xài đúng không vậy. À cái này đó hả? Dạ. Không có tiền mà đợi. Hiểu rồi. Cái người thứ hai anh chị của Út Lực á là có chồng về đây. Từ từ để tao quay phóng viên đi. Tẻ hoài. Chị Lan rồi đó, rồi sắp bên nhà. Ừ, cái đó trông nó kỳ tờ. Đập kho bể không? Quay vào rồi chặt. Khai xuống ăn coi ăn cháo với bạn đi con. Con còn có con lớn gì hả? Con ăn nhiêu tuổi rồi? Con em này 14 tuổi rồi. 14. Bự này. 14 nó bao lớn vậy rồi nó 30 rồi nó cỡ nào? Nãy đi lên một chiếc xe ngồi đúng chạy cháo cho em con. Nghĩa là em ăn mầm cháo tuổi cho mày á. Nè, thằng này mới con em á. Nè, đứa thằng này. Mấy đứa này. Hai vợ chồng hai đứa hả? Tuổi hả? Còn anh với lại nhỏ nằm rộng á. Cái đứa nha con. Hả? Em tên gì thế rồi? Tên Bé Năm. Em 10, anh hai thằng trai. Thằng lớn anh học 12. Anh là tuổi anh Mèo nè, anh 42. Thằng lớn là 12, thằng nhỏ này học lớp 3. Anh hai thằng trai không tự luôn nè. Sau này mới biết được mấy cha này bữa đó mới nó mới nói cái vụ mà là sinh con gái dễ lắm đâu rồi để tội cho mình cái lộn với nói vậy này lì nói sinh gái dễ lắm mà anh Tài không biết đâu hỏi sao là sinh gái là thường cái tên trọng yếu là đẻ gái đúng không cháu bả bây giờ anh muốn trước khi mà muốn bả sinh gái thôi cứ đi vòng ngoài đi cho nó đã đi rồi anh về nhà anh ở giá nào cũng được vậy là nói xong rồi đó thôi chúc mừng sức khỏe gia đình nữa nè vô lại xin mời cả nhà nha anh em lâu lâu về đây hả anh em không cho vui vẻ nha để tới chiều mai về làm sạch em không ở gần đó hả dạ mới sáng giờ lên tới chiều rồi anh gái cái ly của em đâu dạ nè giờ anh Lê thấy đám rau mình mê lên đây chơi mà bữa nay lên học có nước chị mà nói bà học có nước là bà không có đi được chào này mới thay dáng rồi sao đóng rồi lên mới tin hả em gửi ba dáng cũ em dục hết á mới đông dáng mới đó dáng cũ mà chị coi tao nha em tính để ba dáng cũ đó xin ba cái thiết anh em làm thêm cái chòi nữa mà anh nói gì chết rồi thấy nhà anh thiết cũ quá trời của bà mấy tông gì nhiều thì đưa chén cho anh mượn rồi có đây nè em đi con
Con trai, con biết ăn thịt chuột không? Chào mẹ nâng con. Có miếng chanh được không? Đưa này cần nặng như cái trên này này coi. Nấu chua rồi mà chanh gì? Mắm mắm mắm. Đó, thì cái đó gì? Anh Lì có chấm mắm mắm mẹ đó anh. Anh chấm mắm mẹ đi. Cho con chấm cái gì? Mẹ này vô làm chắc chua chỉ một cân lắm ha. Mẹ kẹo quá tài. Mẹ y mà. Đang nóng nóng nha em. Nước nó hấp ngon nha. Nước nó hấp ngon. Nước lên thường quá. Nước nó mà cứ bật nóng nóng lên hết cả lắm. Nồi đó nó nấu cháo ra nước. Ngon chấm đây. Chấm gì? Chấm đây. Chấm gì? Gà. Ngon quá trời. Cháo. Con hảo cái món này nè. Ủa sao không tắt chi nhanh đi, ở đường này đâu có ai để đâu em. Đó. Tắt chi nhanh được không? Tắt đi, nên đường này không ai đi đâu. Đường này anh nhìn vô làm á, không sao đâu. Đường nhà làm. Ngon quá rồi. Ngon quá rồi. Bỏ nhà ở đâu? Em nhà ở Bồ Tre á. Rồi rồi. Mới trưa tôi đi xuống dưới ở sát bên nhà đó. Đã biết rủ lên rồi. Có cái nghe nói mà anh cũng dạ. Bẻ. Dạ. Nó chua nặng nó dột. Nó đúng rồi, chưa tới dưới được. Dạ. Trời ơi ngon quá. Ngon quá. Quá ngon. Không có nước là lầy lầy nó giờ ăn cái nước luôn. Ăn gì hết mà đang ăn nè, lên sao thở đi. Không quá làm đây nữa đi. Ngon quá. Cơm. Thôi cứ chấm đi. Ngon. Thôi về mình cũng cùng đi. Không có miếng nước. Được không? Được không? Dạ dạ dạ. Anh trước đi từ từ em. Chút nước không? Ngon quá. Không về đi chứ nói về đi. Nói chứ trước là vì sao quen làng vô với là mèo này nó có giao lưu với con biết con chứ thật sự là hiếm biết mà lên nó dày là mang ơn lắm thì anh em thương mới nhau mới tới đây. Là không muốn lạc lại vậy. Vậy là con đi nữa. Chứ không có gì trời thay mình ta. Đi quá này em. Mình cũng ăn miếng chứ để như vậy ngon quá ngon quá ẩm thử chứ giỡn cái là ngon mình cũng biết đây lâu lắm rồi mình cũng không ăn trộn các bạn ơi mà các bạn ăn nào trộn với mấy anh em nha nay cô Lì lên chơi mình cũng đục cái tủ lạnh ra lấy được chế trộn nè đây là đồ mẹ mấy chị trong cái này như dịch vụ gì đây không ơi, sống không em mà không cô Lì nó thiệt này ngon thiệt chứ mấy lỡ ngon luôn thương thôi nữa sợ ngon quá ngon nó lại chạy cái máy cao cấp quá nó cũng nói không nó là cháu cái đó là cháu con cháu kêu chụp phim đâu nữa đó đó đưa tôi cho chập cá bao nhiêu đây? Ông tôi nói bồ nè, đó là con trai tôi. Dạ dạ. Rồi bữa nay nó chập giùm bao nhiêu? Chập lẻ lẻ nhà bao đây? Cháo này nó mới. Mất ngủ. Thêm trời ngon không? Ngon. Em coi clip. Giờ vợ em thì em rành. Nếu giờ em chấm, vợ em đi chứ anh sợ chấm nó không ăn. Chịu. Chùa. Bởi nhiều người, có nhiều người mình hiểu ý, mà em biết ăn nó mình gấp, còn sợ ăn rồi đưa vô chén thì đứa còn bỏ. Ở đây thì được phần đi ăn chứ mà nói là nó nói. Anh nói lên mà em đợi hoài không thấy lên. Em ở bữa đó em ở đèn anh thôi. Hôm nay khỏe rồi mới anh bệnh. Nhưng mà này có gì đâu. Bệnh lên. Biết ra nó còn cao. Khi mà qua lại lấy cho mình cái bếp ra. Để vô ừ nấu cái nồi này cho nóng lên. Nó cứ thâm 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 vậy. Cái này anh biết con rắn. Ừ. Hai cái bếp đó bếp nào còn nè. Cái này còn nè.
Còn, cứ lấy xuống đây còn. Còn biết có còn biết này biết đâu để xuống nữa không còn mà. Xin mời cả nhà nha. Giờ cho tay con rót miếng nước nước ngọt đi. Muốn nước ngọt á? Ăn cháo đưa con muốn cháo đâu. Cháo không làm ly luôn. Em coi clip nhiều chắc biết nữ ca sĩ đó đúng không? Dư Hồng Loan mà. Dư Hồng Loan đó. Mấy đâu Hồng Loan ít mà. Có cái là lên không nổi lên biết gì không? Con nằm quá, bây giờ bò con nằm biết nó bể rồi thôi thôi đi nào luôn. Dư Hồng Loan lên không được là tại vì đồng chí Hồng. Ừ. Lý Hồng Loan làm cho ba thằng rồi đi đâu được. Thôi, xin này kiếm cái gái đi. Thôi, cũng cái này đó. Cả cơ thì tư chẳng được nào. Về cái bán cái thằng sống thằng gà đưa bự lại gà thôi. Không phải không? Gào nó chết ra hết. Đường này còn không phải vô đường. Đồ ấy nha. Vô nó có mẹ. Nó có mẹ. Ngon quá trời ngon. Đó ngon. Vâng, bà có. Trong cái bạc đó, gần bờ đường đêm á. Em chín bằng cổ tia. Rồi, đang hồng đúng cái này. Tại do cái camera nó quay vào đó nó sáng rồi quay ngược bên đây. Ở chỗ đổ ly không? Này mà có bông súng đều á cái để cái trộn vô giống cái kèo lại ăn kèo lại ăn ngon cực kỳ ngon nước này nè là có bạn chúng ta hào lên cũng đã làm gì nè nha có rổ bông súng mi bông súng mà lên nhúng cái đồng bắc ăn hai thằng ăn bức luôn tôi với nó cưa tôi nhậu cái nhậu về thấy rổ bông súng tôi sáng cũng là lạc không tôi nhậu tôi thấy mấy này ăn còn cả làng không hết hai thằng ăn bức bức cái rổ bông súng cái rổ bông súng làm rồng như vậy nè mà anh trộn cái này ăn bức cái rổ bông súng luôn. Vô anh em mình vô phải rồi. Mà hết chứ không phải anh em mà hết rồi. Vô. Vô ông, vô, vô. 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 Gà nướng nè. Anh lấy cái đó là gà nướng của ớt nha. Dạ, ngon ăn. Chỗ chấm nè. Món này bén quá. Anh review luôn đi. Mấy quay nhà nữa. Ngon quá cái này. Mà cái nhà nó nghe lúc mẹ nè cái gì mà lột mẹ lột mẹ chấm đó ngon quá trời cả nhà. Nãy giờ năm bốn mươi giới thiệu cái món này lát bạc lại bạc lát rồi cũng ngon tắt luôn đi lát bạc lại cho nóng để bạc quá rụt cũng ngon mấy món mùa nước nổ về đi bắn chứ anh dạ dạ mẹ hai tí này đã cho đúng không mẹ lấy chút cơm không mẹ để cho bô này thì mà nó đi bán phố còn hai cái ăn mua là cái nhà cháu này bán cô rồi còn nó bán con mấy tháng đó rồi con cho bự gắp cho lạc quá dầu sức nó còn chưa quá dầu chuối quá giòn quá ngon quá ngon cả nhà chuối sao chuối ăn anh lại uống cái ly ra mũ được không ha đợi đi anh uống cái ly này đi quả đá cho do anh được quá cháo đi đâu ấy bữa nay anh em về chơi vui quá lần sau anh Lì nó dẫn anh ta anh em về đây chơi á anh Lì nó dẫn hốt về tay á anh Lì nó dẫn hết anh Lì về là sập cho anh luôn anh Lì giao thiệp rộng lắm chú rất vui vẻ cắt ra là cái bút loãng không á.
Vợ tôi không có đem lại mớ bông súng chỉ nữa nè các bạn ơi. Giờ anh em mình với cô Lệ cuốn bông súng à. Chấm nước mẻ của anh chuột nè các bạn ơi. Anh cô Lệ về đây cho ăn món độc lạ. Rồi, có chừng nóng nha. Có chừng nóng á. Cho là miếng mắm càng cuốn à. Thôi thiệt, nó là lạ. Là miếng mắm càng cuốn à. Tôi nhiều rồi đây, tao chăm mấy con mắm cần ngủ đi. Trời ơi. Nó giòn dữ lắm luôn hả, chứ không phải không giòn nào. Ngon lắm được. Nên lâu lắm rồi chưa có ăn bông súng chỉ bạn ơi. Nè, mời cả nhà ăn bông súng chỉ. Kiểu vô được không mà thấy quá bự vậy. Làm luôn rồi, cần ngủ. Được không? Chấm làm cũng không còn. Anh còn lại chấm cũng cuốn luôn nè. Này hiếm lắm mà không biết từ Hồng kiếm đâu được bọc đây. Trời ơi, trời nhiệt tình luôn kìa. Này nước mắm càng cuốn cái nhà. Càng cuốn, ăn cái cuốn luôn nhớ chút nào nè. Là coi đây chết là. Quá ngon, quá ngon bạn nhà. Quá ngon. Chết luôn. Trời ơi, đi ra tới ngoài về. Dạ. Đi đó như con làm ai á. Đi con làm á. Nhớ đi ra tới ngoài Cà Mau không ngoài cũng có cũng có rễ. Đi ra tới đảo Nam Vô ngoài cũng có rễ luôn. Mà tiêu tiêu vậy mình ăn nhậu cũng không bận đỡ đó. Nó có chuyện mà nói vui. Có chó nằm ngoài nè, cứ từ cái nhà mình nè. Chó đó chó mà. Trời ơi, nó đi là nó theo con nữa. Nó lộn, nó lộn. Con hơn nãy nữa. Ăn lạc. Dạ. Để nhiều khi anh em chưa ăn, cái em quay em nói chuột nó có anh vui. Mấy rõ ảo rồi. Em nói nấu đi, nấu y như em nấu vậy đó. Mà hả, cái chuột đó mà lỡ mà hư em đền là cho. Ông ăn được ông đền là cho. Quá ngon số 1. Quá ngon. Quá ngon cả nhà ơi. Mèo, bởi nó cháu chuột này đợt đi ra ngoài nhà của thằng Thuận vậy. Có Dũng nữa. Trời ơi, nó cháu gì đó, nó không thì thằng Dũng nó không có dám ăn nó cầm. Mà hồi đó mà đây không biết ăn thiệt mấy người đó, ta vườn ta đi thành quá đậu dưới một quá đậu cháu chuột rồi nè. Đã biết ăn, ta về ta nấu cho mình ăn mà đâu dám ăn đâu. Tám mới nói nè, chuột gì mà nấu mà y như gà thả vô mình dầm đống khác mình chuột mà mình giấy. Cái nghề thấm ngon quá trời của đất thì cái về cái... Con qua đây làm con. Qua dầm đó nè. Mình nói bà cái chú mà cái ngay chủ nhà đó đó cũng nấu cháu chuột. Ăn gì mà. Tôi không chỉ. Ăn không được. Quá giòn. Mà cuối cùng áo mà thấy ghê cuối cùng anh khen đầu, ngon quá trời đó. Cái rồi cái bắt trước đi nấu cũng nấu cháo vậy nè. Đó cho anh của mình là đi về thì mày ăn tứ xứ những người mà ta đi miền dưới á ta làm chuột đâu chứ có nộng rồi ta kể mà ở dưới ta ăn cái mình cũng ớn nói gì mà ăn mà đây ta chưa từng biết ăn chuột mà đem đi kho là chấm rau hẹ mình nghe là mình ớn rồi là chuột nấu cháo mình cũng nghe mình ớn luôn. Mà rốt cuộc mấy cái món đó này ngon hơn chuột mình ram á. Ngon hơn chuột mình ram nhiều. Cái 25 con có ăn chuột mà bóp gỏi y hệt gà. Nhìn thôi, nhìn tới thịt gà hay thịt gà. Đó. Vậy chứ mình luộc nó đi, luộc mẻ. Luộc mà kiểu như luộc không cũng được. Nó luộc rồi bắt đầu xé ra như thịt gà bóp rau ram nó vô. Thèm ngon. Thơm hơn thịt gà, ngọt hơn thịt gà. Thật sự là mình không biết nên mình ấy vậy chứ. Biết ăn rồi bắt đầu ít có người ăn chuột ram.
ngon thiệt. Càng mềm càng ngon. Giờ lên thêm món mới nữa bạn ơi. Cá dầu đếm ướp xả nướng nè, mọc nắng. Chấm cho anh lấy miếng lên mèo. Chị quen miếng này. Đã xong có nuôi chứ mình có ấy đâu tới chừng. Cá ăn với bia có được không? Được. Uống bia là đúng mà. Cá đó ở miền xa về, rồi cầu đất có ai có ngon nó còn. Đây con mình đưa máy này tao con. Xin mời cả nhà nha. Đưa máy mình mày. Mang đâu cái cắt xương bỏ, cái nó ốp cho con. Nó hơi nghịch và ánh sáng tí bạn ơi, nhưng mà giờ mình ngầu đâu ngầu đó chứ hả, đi ra người ta đuổi ra không cho vô. Giờ còn có bốn anh em với ba mình rồi, năm người để mình gô chấm cho anh em review miếng cá của không biết gô không biết anh ở đâu dưới thành phố mua 40 kg hay nhiêu quá. Đây là cá anh Tạo ở Bình Dương. Cái đó đâu chẻ. Đó làm cho ảnh 50 kg. Chín chẻ ra làm hai lấy xương ta bỏ hết bỏ đầu. Không. Cho miếng cá rồi. Làm vậy đó. Cháu ăn được không? Dạ. Anh em nãy giờ nhậu miếng rồi giờ đem cơm rồi ăn. Với là mắm chua, đậu rồng. Cơm nhà. Thường tên kia mà ngà rượu rượu cơm, bữa nay giờ bia cơm. Ở đâu cũng vậy, cái gì cũng không có đâu qua cơm đâu. Chắc rồi. Mắm đồng, mắm đồng quá thơm, quá ngon cả nhà. Đồng, ớt cay nữa. Thơm, thơm quá thơm. Ngon. Dùng cái này. Vô, vô, vô. Ờ, vô. Đây có thầy giáo Đức ở bên Mỹ Quý Tây. Bạn của bạn của anh con lì. Anh ông anh rể nó rể anh rể nửa đêm rồi mà điện anh con qua Campuchia chính giá thì gặp đẹp trai không? Đẹp trai thiệt. Mình rồi thêm món vụ nữ chân dài nữa bạn ơi. Tại nói vụ nữ chân dài chứ này ít chứ không phải vụ nữ. Vụ nữ con nhỏ nhỏ không à. Lấy mùi thọt. Dương chết thằng Dương mà lúc trước bị chó điên đó. Dương đi bàn. Đi bàn ông Thẩm. Em. Dương nói về trạm liên hợp mới chết. Trong hang bãi. Nằm đi đi bàn trạm liên hợp. Bà giờ gì bãi rồi bà chết rồi. Tại bữa nay trời tới sáng luôn. Vô. Vô này mình nấu. Vô chú ba, vô ông nội. Quỳ. Ok. Không tin Đức. Đây cũng tin Đức. Đây giờ dắt cũng mệt à. Để dạ. Tôi từ từ để tôi kè ông nội mày về. Tôi thấy ông nội mệt dữ lắm rồi.